Dính chấn thương, Thúy Nga lên xe cấp. Đây là trận đấu mà Thúy Nga được huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí đá chính. Trong hiệp 1 cô đã chơi hay, lăn xả, nhờ đó Thúy Nga ngăn chặn được nhiều đợt lên bóng của tuyển nữ Myanmar. Thế nhưng trận chung kết của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn 37 phút. Cô tranh chấp và va chạm cùng lúc với Khun Momotun và Phi Phi Win của Myanmar. Thúy Nga ngã xuống sân và tỏ ra đau đớn. Đây là chấn thương khá nặng và các nhân viên y tế đã lập tức vào sân. Sau vài phút Thúy Nga cuối cùng cũng phải rời sân bằng cáng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa Dương Thị Vân vào thay Thúy Nga. Trung vệ mang áo số 6 vẫn được ở cabin cùng toàn bộ đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí khi hiệp 2 bắt đầu, Thúy Nga vẫn ngồi lại với cái chân chườm đá. Sau khoảng 10 phút của hiệp 2, cô lại được lên cáng. Và lần lên cáng này là để cô lên xe cấp cứu khi trận đấu còn chưa kết thúc. Chấn thương của Thúy Nga có vẻ khá nặng, mức độ chấn thương hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều rằng cô sẽ không thể cùng các đồng đội nhận huy chương sau trận đấu. Thúy Nga chơi ở vị trí trung vệ được xem là sự thay thế cho Trương Thị Kiều gặp chấn thương ở SEA Games 32. Trong phần lớn trận đấu cô xuất hiện ở sơ đồ 3 trung vệ, nhưng không ít lần Thúy Nga nhô cao hơn để chơi như một tiền vệ phòng ngự.